chị không có muốn lấy chồng. Tại sao vậy? Tại vì chị nhìn thấy xung quanh chị những cái người, những cái gia đình đó, rất là nhiều người họ không có hạnh phúc, làm cho mình cảm thấy mình không còn cái niềm tin vào hôn nhân. Cho nên là mình bị chán, mình cứ ủa mình đang tập thân rất là vui vẻ, tại sao mình thì phải chui đầu vô một cái chỗ ràng buộc rất là mệt mỏi như vậy. Thì hồi lấy giờ chị thấy còn vui không? Trời ơi vẫn mệt. Còn gây gỗ gì nữa không? Vẫn gây lộn. Rồi gây chuyện gì nữa? Nói chung là chị trong này không có hợp nhau. Cái gì? Khắc khẩu. Khắc khẩu thôi. Vừa xa xa thì nhớ. À có nhớ. Có nhớ. Nhưng mà ở gần cái là muốn chị lộn liền à. Cái gì? Ai biết, tự hỏi ông đi. Tường xin chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Và quý vị khán giả ơi, mọi người có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Một ngày rất đặc biệt, ngày 14 tháng 2. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi thôi. Thôi là thôi luôn hả? Đây, lâu đài tình ái. Lâu đài tình ái à. Giới thiệu với nữ nghệ sĩ Cát Tường hôm nay. Lâu đài tình ái này, một nhân vật rất dễ thương, rất nổi tiếng, là một người chị của chúng ta. Vâng, xin mời quý vị chúng ta sẽ vào tham quan lâu đài tình ái của diễn viên Hiền Mai. Yeah. Giới thiệu Cát Tường, đây là người đẹp không tuổi Hiền Mai. Đúng rồi. Không. Trời, đây là lần đầu tiên em mới được tới nhà chị. Nhà chị dẫn em đi tham quan, giọng em ngưỡng mộ chị quá. Đâu có gì đâu, cầm gì đâu rồi, để em chào ảnh cho coi nào. Ông nghe đoàn phim tới, ông sợ ông trốn đúng tiêu rồi. Ừ. Dạ, chào anh. Đây đây nè, giới thiệu anh nè, đó nữa. Dạ, em chào anh. Dạ, 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 quen quá rồi. Chồng của nghệ sĩ Hiền Mai. Dạ. Quen quá gặp hoài. Tại sao cầm hoa ta chị vậy? Em hôm nay là ngày lễ tình nhân. Em tặng cho anh chị okay. Cái bó hoa này. Ok. Cảm ơn lại chuyện gia đình, cảm ơn em nha. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Okay. Cảm ơn em đã trả lại cho anh chị cái đồ của anh chị. Ủa vậy hả? Rồi bây giờ đi tham quan. Ủa nhà mình là có mấy lầu chị? Ba lầu. Thế thì quý vị, đây là bức tranh mà Tiết Cương vẽ tặng. Vậy nữa hả? Ủa mà chị gì? 20 tuổi. Mà sao toàn là tranh vẽ này không nè chị? À, cái này là không phải, đây là chị đi quay ở Đà Lạt thì là gặp anh nghệ sĩ, anh họa sĩ Phạm Mùi, là một anh cũng rất là nổi tiếng, họa sĩ rất là nổi tiếng mà được giải thưởng vẽ về chân dung của Đông Nam Á, thì là anh vẽ tặng chị. Mà anh vẽ hết tất cả các bức luôn á hả? Mấy cái bức nào vẽ chị là wow, là anh vẽ tặng hết. Đây là phòng khách luôn hả? Phòng sinh hoạt trong nhà. À, phòng sinh hoạt ở dưới là phòng khách. Đó, hãy nhìn người đẹp không tuổi của tôi đây. Ủa, mình là chị Mai với mẹ hả? Đúng rồi. Trời ơi, hồi xưa kìa, trời ơi. Đó, nhìn cái hình là hồi xưa giống như cái hình lịch á. Đây là những cái hình lịch hồi xưa nha quý vị. Tết năm nào mình cũng phải treo hình lịch của. Không, chị Mai hồi xưa cũng là dạng nữ hoàng lịch á. Đúng rồi. Chưa chị chụp hình lịch nhiều lắm. Ô, sao cái anh đó đẹp trai vậy? Ai vậy hả? Ừ, ai vậy? Giới thiệu quý vị, đây là hình là chị Hiền Mai. Anh bên nam hai người, 10, 17, 16 tuổi. Trời, con nhà hồi xưa quá đẹp, rực rỡ thiệt chứ. Cho nó hình từ trên xuống dưới luôn quý vị. Không phải người ta tặng mình nữa, mình không có chỗ treo. Thì mấy chục năm làm nghề rồi thì hình nhiều lắm rồi. Cho cái phòng nghe nhạc trên này. Wow, phòng nghe nhạc Tiết Cương. Trời ơi, vô coi nè Tiết Cương. Quá wow, trời quá đất Tiết Cương ơi. Ủa, anh Minh là chuyên về nhạc anh Minh. Wow, ông mê nhạc. Trời ơi, phòng nghe nhạc. Trời ơi, trời ơi là trời, lo với đồ của ông quá trời. Trời ơi là trời. Quá rồi. Quá trời cái đĩa nè. Sưu tầm mấy cái dĩa cũ từ ngày xưa á. Dạ, dạ. Quý lắm á. Báo khăn hoàng đỏ, trời ơi từ xưa mình còn kè 1998. Đi tiếp phòng đi, khác, đi, đi. Quá đẹp, quá đẹp. Quá trời hình luôn, à, không có rửa ra mà đẹp thiệt. Cái mấy hình này hồi xưa đúng là thời son sắt thiệt ha. Phòng này phòng gì vậy chị Mai? Đây phòng làm việc, phòng thư viện á. Anh Minh là làm bên ngành nào chị? Làm bên dầu khí. Dầu khí. Anh bên dầu khí hả? Ủa sao toàn thấy cái bằng của tiếng Mỹ không vậy? Anh Minh là ở bên Mỹ vậy hả? Dạ, đang học là bên đó. Mấy cái bằng, ổng là có mấy bằng về tiến sĩ, mấy bằng về thạc sĩ. Người ta là lấy chồng đi theo chồng, còn chị này là lấy chồng bắt chồng luôn. Ủa tổng cộng chị Mai có mấy đứa con? Nữa.
là đâu, trong đây là bé này nè, phải không? Đây đây đây, nó kìa. Qua đây con, đẹp trai ghê. Ủa con là fan của AC Milan hả? Dạ không, con mặc đồ rồi. Chứ con fan của ai? Arsenal. Con fan nào? Arsenal. Trời ơi, con cao, cao mét mấy? Con nhiêu tuổi? 17. Tính làm xui mà không được, nhỏ hơn con nha. Đâu sao, sao đâu, giờ không sao. Em tới 19 mà. Không có sao, nhưng gái lớn 2. Gái lớn 2 tốt á. Rồi cái model này là model gì đây con? Hả? Sợ ba hay sợ mẹ? Không sợ ai. Không sợ ai. Bọn không tuyệt vời, không sợ ai á. Con chơi môn thể thao gì? Con chơi, con bơi là rồi. Chứ con không có đá bóng hả? Có, đá bóng, đá bóng. Ngon lành, còn ai sung sướng bằng chị Mai nữa trời. Vậy nên năm sau chị Mai đẻ đứa con gái nữa đi. Được không? Được. Còn được không anh? Dư xăng. Dư xăng. Ảnh thì em thấy dư rồi, mong biết chị còn không á. Chị làm cắn ngược. Thôi đợi nuôi cháu nội đi. Kiếm đứa cháu nội đi. Gái ha. Tony. Bây giờ chưa thấy phòng ngủ nè. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi là trời. Cuộc đời các từ. Trời ơi là trời. Ủa nhà mình mua là mình mới xây hay là xây sẵn nè chị? Nhà mình mua mình xây cơ. Trời ơi chị mua xây bây giờ nhà phải có. Qua wow, cái bức tranh cưới này đẹp quá. Không có cách, có cát tường trên đó không? Em dạ không. Không, cái lúc này cát tường chưa đẻ à. Chơi với chị. Trời ơi là trời bự. Cái này với cái bathroom này là anh thiết kế hả anh Minh? Không, anh thiết kế, họ thiết kế dùm mình nói ý kiến mình. Đẹp quá thì đẹp. Có xông hơi sauna đó. Rồi. Lát nữa mình quay xong mình xông hơi massage đấy Cường. Rồi. Quá trời quá đất rồi. Choáng ngợp rồi. Hết chưa chị? À, tạm hết rồi đó. Tạm hết hả? Quá tuyệt vời luôn quý vị ơi, đi một vòng không còn gì để nói nữa. Đây là ngôi nhà mới ước chứ cái này không phải túp lều lý tưởng nha ông nội. Này là lâu đài tình ái. À lâu đài tình ái. Chị Mai thì em trò chuyện nhiều nhưng mà anh Minh thì em chưa bao giờ ngồi nói chuyện, như là gặp nhau trong tiệc tùng thì gặp nhưng mà chưa nói chuyện. Trước tiên em muốn hỏi chuyện tình yêu của hai anh chị trước. Anh có thể kể cho em nghe là cái ấn tượng đầu tiên khi mà anh gặp chị Mai là như thế nào, để mà anh sau đó anh quyết chí, anh ấp ủ rồi mà anh bỏ cái đất nước ở bên kia đó, bờ đại dương mà anh về đây anh ở với chị. Câu chuyện này nó cách đây bao nhiêu năm rồi anh? Hai đứa gặp nhau năm 1996. Wow. Lúc đó anh đương làm ở Việt Nam, làm cho công ty gửi về Việt Nam làm từ năm 94. Thì gặp nhau trong qua cái chương trình triển lãm dầu khí. Yeah. À, thì là Mai là làm cho một cái công ty ở bên cạnh. Thì đi vòng vòng thì gặp nhau rồi quen nhau. Ừ. Nhưng mà cả năm sau rồi mới gặp nhau lại rồi mới chơi với nhau. Ừ. 98 thì anh về lại Mỹ, vẫn còn liên lạc với nhau qua điện thoại đấy. Kéo đến năm 2003. À, rồi lúc đó mới lấy nhau. Phải lấy nhau là 7 năm. Dạ, mà từ 98 tới 2003 là ở thường thường ở xa nhau nhiều hơn, chỉ khi nào đi chơi mới gặp nhau thôi. Thì rất là tốn nhiều tiền điện thoại. Hồi đó là không có FaceTime, Facebook. Dạ, gọi là phải gọi trực tiếp. Mua thẻ, mua cạc gọi đúng không anh? Tức là thường thường một đô một phút. Dạ. Cho em hỏi lúc mà anh gặp chị Mai là lúc đó anh có biết chị Mai là một diễn viên nổi tiếng không, hay là anh chỉ ấn tượng là một người biết xong phụ nữ xinh đẹp? Lúc đó thì lúc đó chưa biết, lúc đâu có biết gì đâu, chị không biết làm cái gì cả, chị thấy người phụ nữ xinh đẹp dễ thương. Nhưng mà rồi cái ấn tượng gì đặc biệt của chị Mai mà nó khiến nó lôi cuốn anh mà dai dẳng bao nhiêu năm trời, rồi tốn bao nhiêu tiền gọi điện thoại, là cái gì ở chị mà làm cho anh bị lôi cuốn, bị hấp dẫn như vậy? Thì nghĩ là tính tình hiền lành, không có kiêu ngạo không gì, chơi với ai cũng hợp được hết. Dạ. Giờ chỉ còn hiền không anh? Hiền Mai là Mai mới hiền. Với cho em hỏi là lúc đó là chị Mai đang, em nhớ là cái khoảng năm 95, 96, 97 là lúc đó chị Mai là đương thời, yeah, là lẫy lừng, là xinh đẹp, là nổi tiếng. Thì em nghĩ rằng lúc đó chắc chắn là anh phải có đối thủ rồi. Nhiều đối thủ. Và anh nhiều có thể bật mí với em bằng cách nào mà anh lộ được các đối thủ đó. Có cái đối thủ nào mà gọi là kình mặt, gọi là tá đôi với anh luôn không? Không, lúc đó không biết, chị biết là có người có chơi với người cũ thôi, nhưng mà không biết là có chưa gặp nhau, có thể gặp nhau thoáng trong tiệc hay sao, tiệc nào đó. Mà không có biết rằng thì cái mình lấy cái chân tình của mình ra thôi chứ đâu có cái gì khác. Là mình có... Nhưng mà cái quan trọng nhất là lúc đó là chị đã đang quen người cũ. À là thì ông tấn công. Thật ra là mới đầu là mình cũng chỉ đi chơi cho vui thôi, không nghĩ gì. Tại vì lúc đó là chị với người cũ cũng đã có cái trục trặc rồi. Khi mà chị quyết định từ hôn với người ta, chuẩn bị đám cưới thì là tự nhiên chị bị sợ hôn nhân. Không có muốn cưới. Thế là từ hôn đơn giản vậy thôi chứ không phải là cái gì hết. Không phải là vì mình có người khác. Thì khi mà chị từ hôn như vậy thì bắt đầu giữa hai người có một cái mâu thuẫn. Thành ra là cứ mỗi lần gặp nhau là không có còn vui nữa. Thì là bắt đầu từ lúc đó là chị gặp Minh thì giống như là chị nghĩ là chắc là duyên số. Thành ra là ông đến đúng cái lúc mà mình là có một sự rạn vỡ rồi. Từ lúc đó là yêu anh muốn lấy chồng mà từ bên đó qua bên đây là lấy.
À không phải, con bên này là cũng đâu có muốn lấy chồng đâu, à, không có muốn lấy chồng. Sao cuối cùng là quyết định là lấy lúc cho đó là mọi người bạn bè rồi gia đình cũng nói là trời ơi giờ lớn tuổi quá rồi, lúc đó 36 tuổi thôi. À, lúc từ hôn anh kia là chị nhiêu tuổi? Lúc đó 30. Rồi lúc lấy anh này là chị nhiêu tuổi? 36. À là 6 năm sau luôn. Ừ, chị không có muốn lấy chồng. Tại sao vậy? Tại vì chị nhìn thấy xung quanh chị những cái người, những cái gia đình đó, rất là nhiều người họ không có hạnh phúc, làm cho mình cảm thấy cái mình không còn cái niềm tin vào hôn nhân. Dạ. Yeah. Cho nên là mình bị chán, mình kêu ủa mình đang độc thân rất là vui vẻ, tại sao mình phải chui đầu vô một cái chỗ ràng buộc rất là mệt mỏi như vậy. Ờ, thì hồi lấy giờ chị thấy còn vui không? Trời ơi vẫn mệt. Mình nếu quay trở lại, mệt kiểu khác. Nếu quay trở lại có lấy không? À không biết ạ. Vậy vậy phải suy nghĩ lại chứ mà. Quay trở lại là chưa mà cũng chưa chắc ông chọn chị đâu. Sao vậy? Quay trở lại là hai đứa thôi, chia tay. Trời ơi, con nhỏ đã quá trời cơ ngơi rồi, cuộc sống nó thoải mái nhẹ nhàng. Giờ chị đâu còn cái áp lực gì, không có một cái nặng nề, một cái vướng bận gì trên cái cuộc đời này, chỉ là hưởng thụ và enjoy và hạnh phúc, chị còn muốn gì nữa? Cũng còn nhiều chuyện để mà mình phải suy nghĩ, mà phải suy nghĩ gì nữa. Bây giờ em thấy chị chỉ có rảnh là mình cứ hưởng thụ cuộc sống bên chồng bên con, rồi chuẩn bị đón nuôi cháu nội. Đối với nghệ thuật thì mình cái gì phù hợp mình thích thì mình làm. Ủa vậy là chị sinh bé trước rồi chị mới bị tai nạn trước, không, chị bị tai nạn trước lâu lắm rồi. Thì chính vì là chị cảm động cái tấm chân tình của ông này là khi mà đó chị đang bị tai nạn. Yeah. Thì ông vẫn lúc đó mặt mũi nát bét hết rồi, bị gãy cột sống, mà ông vẫn vô mình cũng chăm sóc, ông vẫn hết mình. Thì mình cảm thấy rằng là cái người này mình có thể tin tưởng, có thể yên tâm. Chị nằm ở bệnh viện bao nhiêu tháng? Chị nằm 3 tháng. 3 tháng là ảnh vô đầy đủ hết luôn. Thì cũng chạy ra chạy vô thăm viếng vậy đó. Rồi ông kia có chạy ra chạy vô không? Ồ, ở đúng lắm rồi. Hai người chạm mặt. Hai ông bị mặt nhau. Không chạm mặt, trời ơi chia giờ giấc. Ai vậy? Ông kia ở suốt, anh này cũng ở suốt. Không, cái chuyện mà chia giờ đó là thầy khen Hữu Tiến. Ảnh xếp đặt hết. Ừ. Là chị Mai có một người quản gia tên là Hữu Tiến. Biết rồi. Chị là mình nằm y chỗ chứ không hề biết gì hết trơn á. Tự nó sắp xếp cho chị đâu có nghĩ ra. Mình lúc đó mình đau đớn, mình mệt mỏi, mình chẳng muốn gặp ai đâu. Yeah. Rồi thôi, đến cái đoạn mà lúc mà lấy nhau rồi á, thì có một cái thiên tình sử nó còn dài dẳng hơn nữa. Hai người yêu nhau là 7 năm trời là em nghĩ nó quá trời hiểu nhau rồi, mà đã lấy nhau là cái tuổi cũng đã là cái tuổi quá chững chạc ha. Quá là 37 tuổi, lúc đó là anh bốn mấy ha, là đã còn gì nữa đâu, đâu có lầm lỡ gì đâu, thì tại sao về lấy nhau về mà vẫn có xích mích, vẫn có xung đột? Thật ra thì cái điều này á, thì Mai nghĩ rằng ai cũng hiểu, ai bước chân vô hôn nhân cũng sẽ hiểu, bởi vì hai tính cách, hai con người khác hẳn nhau, khi mà sống chung sẽ có những rất là mâu thuẫn. Cho nên là một cái cuộc hôn nhân, Mai không có tin một cái điều rằng là hôn nhân của ai cũng là hoàn hảo, cũng là đẹp, cũng là hạnh phúc, cũng là không có một mâu thuẫn. Mai không tin điều đó. Và nếu mà không biết nhường nhịn nhau, không có một cái tình yêu thật sự thì chắc chắn là sẽ chia tay. Mà em thấy anh đã nhường chị quá trời rồi. Thì phải nhường chứ. Mà còn xích mích gì nữa, em nghĩ anh cứ kiểu anh là chắc chị có nói gì nó anh cũng ngồi im à. Là bây giờ đang hỏi tính xấu đúng không? Dạ, thì ý là cái ý vấn đề như vậy là cái thắc mắc là cái khúc mắc là ở chỗ nào, chị không vừa lòng gì ở ảnh. Thật ra thì chồng chị thì có điều tốt là một người đàng hoàng, tử tế, trung thủy. Chị có đi làm về và lo cho vợ con thôi. Nhưng một cái điều cực kỳ ghét của ổng là ổng rất là hay nhăn nhó. Nhăn nhó nhưng mà có cằn nhằn không? Nhăn nhó cằn nhằn, nhăn nhó là phải ghét. Cộng vô với cằn nhằn. Mà nhăn nói chuyện gì, ví dụ anh nhăn là nhăn cái đủ thứ đó. Hồi mới sáng mới vừa tức thì cũng mới nhăn, chị mới phải la làng lên đó. Nhăn những gì nữa? Nhăn đàn phim tới rồi, giờ này chưa xuống nữa. À, lúc nào cũng trễ nải này kia. Thôi ê, chuẩn bị quay rồi. Đừng nhăn nhó này kia là mất cảm xúc như ông. Nhăn đủ thứ hết á. Cái này em khách quan thấy cái nhăn của mình rất dễ thương. Không hề dữ thương. Nếu mà lâu lâu nhăn á thì mình cảm thấy là chấp nhận, tạm chấp nhận. Cái một trong cái tính xấu của Mai là lúc nào cũng trễ giờ. Mà anh thì rất là đúng giờ. Như em hẹn 10 giờ là anh 10 giờ là anh xong rồi. Chứ anh thấy anh cần phải có sửa soạn một tiếng đi. Anh sẽ 9 giờ anh sửa soạn. Và bạn này là 10 giờ họp, 10 giờ là gần 10 giờ bắt đầu mới đào mò là mò. Em hiểu tại sao mỗi lần tại Tùng tất niên là chị luôn luôn đi trễ rồi đó. Yeah. Đi trễ mà lại về, đi trễ cũng về trễ luôn, về trễ thì sớm. Trong lúc chị Mai tiệc tùng là anh Minh ngồi nhà đợi. Sao? Rồi khi nào chị về anh Minh mới ngủ hay có nào ông ngủ trước không? Thì đương nhiên phải ngủ trước rồi, chờ cũng mệt mỏi. Chờ đâu ngủ.
Ủa mà chỉ đi hoài vậy anh có cảm thấy phiền gì không? Anh có cằn nhằn không? Mấy đầu thì phiền cằn nhằn, xong bây giờ quen rồi cằn nhằn luôn. Chỉ còn tật xấu gì nữa không anh? Chị chơi đúng tật xấu thôi. Chị để cho người ta nói. Chị làm những cái tật xấu em. Chị là tật tốt. À vậy hả? Ừ. Tốt nhiều đâu chị. Có tốt nhiều. Dễ thương nè, chân thành nè, dễ gần, dễ mến, đáng yêu, thật thà, thật tình. Hung dữ. Không, không phải hung dữ. Chị Mai có dữ không mình? Thì tên, cái tên là như vậy Trần Thanh. Thì đã nói ngày mai mới hiền rồi mà. Đặt tên là như vậy là giúp. Cái này mình phải có nhân chứng. Kêu nhỏ cái đi. Đây Tiết Cương phải liên lạc bé Tony ha. Anh ra anh phải bỏ nhỏ trước là nó phải nói sự thật nha. Tony ơi, vô đây con. Vô đây chơi. Phá cái đầu nhỏ này rồi nha. Giờ con phải làm trọng tài, con phải nói thiệt chứ con không được binh ai hết trơn nha. Mẹ con có tật xấu gì, ba con có tật xấu gì, giờ con kể mỗi người một tật xấu của Tường nghe coi. Mẹ thêm có gì xấu không? Ủa ba ấy chẳng hợp con tao hoài. Ba Minh có gì xấu nó? Có gì con không thích gì ba Minh con đó? Minh thì cằn nhằn. Đó thấy chưa? Hay cằn nhằn. Vậy là mẹ không có cằn nhằn hả con? Ví dụ mẹ có hay la con không? Ví dụ nhìn làm sai có la không? Có chút xíu. À chứ không có, còn ba là nhai đi nhai lại hoài. Rồi mẹ là có gì xấu? Không có gì xấu. Trời ơi, thôi rồi. Bởi vậy thấy con trẻ nói sao là nó y chang vậy đó. Theo như anh thì anh còn cái điều gì mà anh cảm thấy khó chịu, không hài lòng về chị Mai nữa không? Trong cuộc sống mấy chục năm với nhau, rồi mỗi lần hỏi gì cái bả quay bánh liếc người ta, sao ta trả lời? Tôi có nhìn, nhìn là hiểu rồi phải không? Mắt nhìn thôi. Mê chơi, mê đi chơi với lại mê rượu chè. Ủa mà anh có cảm thấy khó chịu có nào anh khuyên chị bớt lại rồi, sợ anh sức khỏe rồi để cái gì? Khuyên hoài mà đâu có được đâu thì thôi, bây giờ chị thua luôn, phải tự biết thôi chứ giờ mà khuyên hoài. Mà có bao giờ mà chị Mai đi nhậu về rồi say xỉn mà mệt mỏi rồi anh chăm sóc không? Không bao giờ. Hồi xưa thì có nhưng bây giờ... Chừng rồi thôi, đâu có nên chăm sóc không nội. Bây giờ thì không được, tại bây giờ thành thường xuyên quá đâu. Bây giờ chị Mai tới mức thượng. Giờ chị đâu biết hay thiệt là gì. Thật ra là còn một chuyện nữa để Tường thì biết mà không biết anh Tiết Cương biết hay chưa. Có một điều đặc biệt là chị Mai ở chung trong nhà mà có vừa cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột ở chung. Gì kỳ, lần đầu tiên mới thấy Suya ở chung á. Em hỏi chị Mai rồi nhưng mà hôm nay có anh thì em hỏi anh để em nghe mọi thứ cho nó từ hai phía cho nó công tâm. Ủa sao làm được điều đó hay vậy anh? Chà, mình bắt buộc chứ không phải là tự ý mình làm. Tại vì anh quan niệm là gia đình ở riêng, xong bố mẹ ở gần thôi. Dạ. Nhưng mà trường hợp của Mai khác, tại vì mẹ Mai với lại Mai hai người khá thân nhau á. Dạ. Thì là cứ muốn là gần nhau. Lúc mà mẹ anh về Việt Nam, tính ở Việt Nam, mà mẹ anh lại bị stroke, tức là bị tê liệt nửa người. Là một người mẹ của Mai lại không bị gì hết, vẫn còn tỉnh táo, vẫn đi được. Mà lại ở chung, mà thương mẹ mình cho đi ở riêng thì là rất là kỳ. Thành ra ở chung nhau hết, nhưng mà ở chung nhau thì nhiều vấn đề lắm. Thì hai bà không có hợp nhau. Lúc đó là vẫn ở cái nhà này luôn hả anh, hay là nhà không, khác? Ở bên nhà. Bên kia xong rồi về mới về đây. Nhà kia nó chặt hơn. Nhà kia chặt hơn. Nhà kia nhỏ hơn chút. Dạ. Chứ nếu nó rộng vậy chắc cũng khỏi, đã khỏi gặp nhau cũng không. Không mà gặp nhau vẫn có chuyện à. Kỳ vậy hả anh? Rồi anh không có thể nào, không có thể nào làm cái cầu nối, không có hòa giải gì được. Không, anh thì anh làm được nhưng mà Mai là không được. Tại vì Mai đối với Mai là mẹ Mai là thượng đế, tức là nói gì nghe đó, đúng cũng là thành đúng, sai sai cũng thành đúng. Thành ra không có làm gì khác. Để làm cho bà già vui lòng mà. Tại vợ chồng là phải có sức mít rồi, không có chuyện gì không xảy ra. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện, như là chuyện chính. Để em cũng nghĩ vậy. Cho em hỏi chị Mai là quê ở đâu chị? Ba chị Sài Gòn, ở Nha Trang. Thành ra, nhưng mà hồi lúc bé chị ở Nha Trang hay Sài Gòn? Chị Sài Gòn. Sao bạn ăn ức gì nữa mà mới nói tới đó là khóc, là nhớ mẹ nữa hay gì? Đó, thấy chưa? Nếu mà không có hai bà để ở chung với nhau thì là đỡ hơn rất là nhiều. Dạ. Yeah. Nên vợ chồng nên ở riêng, mặc dù thương bố mẹ mà nên ở riêng, ở gần để lo thôi, chứ còn ở chung nhiều chuyện. Cái hoàn cảnh bắt buộc thì cũng phải vậy thôi. Đúng rồi, bắt buộc thì phải chịu thôi. Mai mốt cũng phải sống với mẹ, có một mình thì cũng phải mẹ lo với mẹ. Rất là khó lắm. Khó lắm. Bác là khắc khẩu không hay là khác cả quan điểm? Khác đủ thứ. Tất cả. Khác đủ thứ. Cũng giống như chị giống này. Rồi tới đến lúc cuối cũng vẫn cãi luôn hay là đến một thời gian thôi là hết? Chị đến khi mà dọn cái nhà này thì là một bà chị để ở dưới, một bà để trên lầu thì là đỡ gặp nhau hơn. Dạ. Yeah. Và đỉnh điểm cuối cùng là anh chị cái cao trào nhất của anh chị là nó xảy ra mâu thuẫn như thế nào? Thì đỉnh điểm là tụi chị muốn cái gì? Thì lúc đó ý kiến hai mẹ có ý kiến gì không? Hai mẹ chắc mừng lắm á chị. Ủa vậy hả? Không biết. Một mẹ thì mừng, mẹ kia đừng biết gì hết. Cuối cùng thì cũng may mắn là chị nghĩ là còn duyên còn số còn nợ. Thì hai đứa ngồi với nhau nói chuyện và quyết định là không nghe lời hai mẹ nữa. Lúc đầu á
là chị nghe lời má chị, ông này nghe lời mẹ ổng, rồi nhảy lên chịu lộn nhau tưng bừng nhà cửa. Và hầu như ngày nào cũng như vậy, đến mức mà chị sợ về nhà. Giai đoạn đó là chị bị stress nặng luôn. Chị bị stress nặng, chị bị trầm cảm. Thôi bây giờ mình phải tâm sự riêng đi Tuyết Cương. Tâm sự riêng nha. Chứ tâm sự chung là thấy ảnh ngồi anh cũng hơi khó nói. Nhưng mà chung riêng cũng vậy thôi, đâu có gì đâu. Không có gì để giấu cả. Câu chuyện là nói thẳng mặt nhau, không có cần mà chung riêng. Nhưng mà rồi từ khi mà hai mẹ mất rồi thì hai ở nhà mình còn xính dính gì nữa không? Còn gây gỗ gì nữa không? Vẫn gây lộn. Rồi gây chuyện gì nữa? Nói chung là chị với ông này không có hợp nhau. Kỳ gì? Khắc khẩu. Khắc khẩu thôi. Xa xa thì nhớ. À có nhớ. Có nhớ. Có nhớ là được. Nhưng mà ở gần cái là muốn chị lộn liền à. Kỳ vậy? Ai biết, tự hỏi ông đi. Thôi bây giờ em mượn chị chút xíu nha. Anh đi chơi đi, anh đi chơi uống cà phê với Tiết Cương đi. Thấy ảnh hiền vậy, ảnh có ga lăng không? Thì cái lúc mà mới quen thì cũng có. Đương nhiên rồi, nếu mà không ga lăng thì mấy thì chịu. Thiếu nhiều người. Sau này thì như mình cũng không để ý. Bên ai lễ tình nhân nè, hay là sinh nhật chị nè, hay là này kia kỷ niệm ngày cưới gì đó hàng năm, dù anh có nhớ những ngày đặc biệt, anh có làm cái gì đó nó nhỏ nhỏ vui vui cho gia đình. Đương nhiên lúc nào cũng vậy. À vậy là cái là có lãng mạn, có ra răng, chứ có nhiều người đâu có để ý đâu. Không, mấy chục năm rồi người ta quên luôn cái vụ đó. Trời ơi, quên được chị hả? Lãng mạn nhiều hơn là lúc mà mới chơi với nhau thì mình bộc lộ nhiều hơn. À, đi đây đi đó chơi với nhau rồi làm với nhau đủ chuyện. Mà khi mà sống vợ chồng nó hơi khó, thì là tại vì ai cũng bận rộn hết rồi, đủ thứ vấn đề phải lo. Không phải ngày nào cũng nói là anh yêu em, thì cái đó cũng là hơi dở cái đó. Tại vì đời sống hàng ngày đâu có nó hơi khó khăn, thì mỗi ngày làm lần như vậy thì không được, nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn làm. Dạ, như vậy là thành những ngày lễ rồi sinh nhật. Những ngày lễ thì vẫn làm gì để mà biết là mình lo lắng cho nhau, mình thương yêu nhau thôi. Có tặng quà không ạ? Thì cũng có chứ. Mà nhiều khi nghĩ là cái mua quà đấy là rất khó, tại vì cái gì bà cũng có hết rồi. Dạ. Giờ đi nghĩ ra mà đường kiếm gì bây giờ. Theo chia sẻ của anh chị thì thấy là cái giai đoạn mà anh chị bị áp lực nhất và stress nặng nhất đó là chính là lúc mà khi hai bác phải ở chung nhà và hai bác có rất là nhiều mâu thuẫn. Thời gian đó chị Mai nói là chị là đi làm chị không muốn về nhà luôn, tại về nhà rất là nặng nề. Còn lúc đó là anh ở nhà suốt luôn hả? Không, anh đúng, đi làm chứ, làm thì về nhà thôi, tối thì về nhà thôi. Mai rất là thương mẹ, ai cũng thương bố mẹ mình hết, nhưng mà anh lại khác. Anh thì không phải nói kiểm soát được, nhưng mà anh có thể nói mẹ anh được. Thì bà có thể bà không nghe mình, nhưng mà mình nói được. Còn Mai thì lại hoàn toàn không nói. Giữa hai người mẹ đó, có bao giờ chị mình là mình khó chịu rồi đó, nhưng có bao giờ chị nghĩ là bản thân ảnh cũng rất là khó chịu và anh cũng bị áp lực và anh cũng bị stress giống như chị? Chị hiểu điều đó, cho nên tại sao mà chị có thể tha thứ được lúc mà ổng nổi điên lên. Chị có thể tha thứ được vì chị hiểu được cái cảm giác đó. Chị đã nói chị là một người rất là hiểu chuyện, cho nên chính vì vậy tại sao chị vẫn còn ngồi ở đây. Chứ với những người khác, chị nói thiệt, không ai sống được cái hoàn cảnh như chị đâu. Chị công nhận một điều là chồng chị rất là tốt, có những lúc ổng rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Nhưng mà những cái lúc đó, trời ơi, nó mong manh lắm hả? Nó mong manh, nó thoáng quá. Qua lắm hả? Nó thoáng qua quá. Mà ổng suốt ngày em làm mình bực bội, em càm rạm lèm bèm thế này thế kia, là mình nổi điên rồi. Sự nếu bây giờ mà để chị mong muốn ảnh thay đổi, hoặc là trong gia đình mình có cái điều gì đó thay đổi để cho nó chị thấy vui vẻ thoải mái hơn, thì chị mong muốn điều gì? Thật ra thì chị nghĩ là ổng không bao giờ thay đổi được. Chị cũng chỉ mong một cái sự an lành như vậy thôi. Chỉ có điều là nếu mà còn duyên, còn nợ, còn tình yêu với nhau nhiều, còn nghĩ về tình nghĩa, còn nghĩ về con cái, vẫn sẽ là trân trọng gia đình, mong mỏi rằng là khi mà tuổi già vẫn còn có thể nắm tay nhau, đi dục cùng nhau, coi gia đình là cái nền tảng quan trọng. Thì chị nghĩ rằng là nếu cả hai người đều nghĩ được cái điều như vậy thì là sẽ giữ được gia đình thôi. Có bao lâu rồi chị không nói lời ngọt ngào với ảnh chị nhớ? Hình như cũng lâu. Ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân, mình làm một cái điều gì đó gửi cho ảnh đi. Thì bây giờ dù sao cũng đấng phu quân của mình, bây giờ ảnh không ngọt ảnh quên rồi. Bây giờ mình làm nghệ thuật mà, bây giờ mình ngọt ảnh cái coi phản ứng ảnh sao. Tiên Cương ơi, tâm sự gì mà đàn ông mà nhiều chuyện dữ vậy? Nhìn ra mà tôi thấy cái miệng hai người lia lịa luôn à. Xong chưa, vô nè. Tâm sự hai người đàn ông vô anh Minh ơi. Bên đây tao cũng có tâm sự người đàn bà chứ bộ. Sao nãy giờ tâm sự có gì đặc biệt không? Nói chung là học hỏi được anh Minh rất là nhiều. Một người đàn anh từng trải và đầy kinh nghiệm. Em thấy trường hợp anh cũng giống đó nên phải học hỏi thôi phải không? Bao nhiêu thăng trầm mà vẫn còn. Vẫn được. Còn đó là có nghĩa là cái tình yêu của anh chị vẫn dành cho nhau còn rất là nhiều. Thật ra thì chị cũng chia sẻ rồi.
là nói thì nói, vợ chồng vẫn còn rất là thương nhau mới còn ngồi ở đây. Có rất là nhiều chuyện mâu thuẫn cũng như là không có hợp nhau về tính tình, về khắc khẩu, nhưng mà có thể vượt qua được tất cả. Cái điều quan trọng nhất là vì còn nghĩ về đứa con và còn nghĩ về cái tình cảm, tình nghĩa mình đã có. Cho nên là chị cũng đã viết một cái tâm thư. Tâm thư gửi cho chồng. Trời ơi, tâm thư luôn. Để mà ông hiểu cái tâm tư của mình. Qua đây tôi cũng đưa tâm thư cho anh nè. Anh đọc lên cho tụi em nghe chứ anh. Gửi chồng 18 năm trước khi quyết định xây dựng gia đình, vợ rất hy vọng có một gia đình hạnh phúc. Gia đình mình đã trải qua quá nhiều sóng gió và thăng trầm. Giờ còn ngồi lại với nhau vì tình cảm, vì con, vì tình nghĩa. Rất mong vợ chồng mình sẽ luôn nắm tay đi hết con đường đời thật vững vàng, êm ấm và ngày càng hạnh phúc. Rất mong chồng sửa đổi tính xấu, lèm bèm, cằn nhằn để không khí gia đình luôn vui tươi, ấm áp. Thương chồng con nhiều. Anh cảm nhận như thế nào về lá thư này? Thì rất là cảm ơn Hiền Mai viết được cái lời như vậy để mà cho rõ ràng hơn là hai người về tình cảm vẫn còn, vẫn là còn sẽ tính xấu lèm bèm thì sẽ phải đáng phải sửa đi. Như khi anh đã nói rồi. Chứ, anh nói với em chị. Tại vì cứ hai cứ làm ba bốn lần, anh nghĩ ba bốn lần xong rồi sẽ có lần nhưng không có nhịn được á. Đã bao lâu rồi anh chưa nói những lời yêu thương ngọt ngào với vợ mình? Cũng hơi lâu. Hồi lúc mà mới quen nhau thì nói nhiều hơn, còn bây giờ thì thỉnh thoảng thôi chứ không có nhiều xưa. Nhiều chuyện xảy ra làm cho mình, tức là trong lòng thì mình có nhưng mà lại nói ra lại không nói. Mà em hỏi chị Mai là sao chị gửi thư cho chồng bây giờ mà chị lại ghi là gửi cho 18 năm trước? Mà quyết định từ 18 năm trước. Thì chị cũng đã biết rõ là khi mà mình chuẩn bị lập gia đình thì mình luôn mong ước một cái gia đình hạnh phúc thì mình mới quyết định lấy chồng. Chứ nếu biết sống một cái cuộc hôn nhân mình đã quá mệt mỏi, không ai dám bước vô. Chính vì vậy mà tại sao nhớ lại cảm xúc của 18 năm trước, cảm thấy rất là cảm động. Và mình bước qua được 18 năm, biết bao nhiêu là sóng gió thăng trầm, biết bao nhiêu lần hai vợ chồng là muốn bỏ nhau rồi. Và ngồi đến bây giờ chị cũng chưa dám tin chắc rằng cái hạnh phúc gia đình nó sẽ được mãi mãi bền vững. Đây chỉ là một cái sự mong muốn, mong là vợ chồng vẫn tình cảm, tình yêu vẫn còn và vẫn cố gắng để mà nắm tay nhau đi hết cuộc đời, đến già cùng nhau đi du lịch, chăm con cháu. Đó là cái hạnh phúc của cả một cái cuộc hôn nhân. Và chị mong là sẽ được như vậy. Thì nếu mà muốn được như vậy, mình hai vợ chồng sẽ còn phải cố gắng rất là nhiều để mà mỗi đứa dẹp bỏ cái tính xấu của nhau đi. Và hôm nay thì trong ngày lễ tình nhân 4 tháng 2 thì anh có một cái cử chỉ nào đó lãng mạn với chị Hiền Mai? Chị nói không à, anh lâu rồi anh chưa nói một cái lời nào ngọt ngào với vợ mình. Thì qua hôm nay những cái điều mà chị cũng gửi cho anh lá thư rồi đó, chị cũng đã nói nguyện vọng với chị rồi đó, thì anh có điều gì muốn nói trực tiếp với vợ mình trong chương trình ngày hôm nay không? Dạ, cảm ơn vợ. Lúc nào cũng thương hết, lúc nào cũng thương vợ hết. Thì bây giờ sẽ ráng sửa đổi cho hai người, sửa đổi cho gia đình hạnh phúc nhiều hơn. Nắm tay nhau thật chặt, thể hiện vậy thôi hả anh Minh? Đó. Thôi. Với em một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Ngày 14 tháng 2 là lúc mấy năm trời liên tiếp là có một cặp vợ chồng người bạn đó, đi ăn với nhau ngoài ngày 14 tháng 2, làm mấy năm nay, năm ngoái thì chưa làm với nhau. Vậy là hạnh phúc rồi đó chị, em rất là ngưỡng mộ. Cảm ơn anh chị ngày hôm nay đã cho tụi em đến thăm nhà và lắng nghe cái câu chuyện. Nhiều khi gặp nhau ở trên chương trình nó lại khác, mà ngồi ở nhà thì cái không khí nó lại khác. Mình có thể chia sẻ được nhiều như vậy, nhưng mà thật sự là em vẫn tin là anh chị sẽ luôn luôn như thế này. Tụi em cũng muốn có một cái cuộc sống như anh chị mà đôi lúc lại không được, cho nên là em tin là anh chị sẽ cảm nhận được cái điều hy vọng làm tốt hơn để cho người sống. Dạ. Hôm nay 14 tháng 2 em cũng chúc cho Tiết Cương cố gắng sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Lúc đó anh sẽ bỏ em lại lẻ loi một mình trên cái cuộc đời chơ vơ này. Các Tường cao cả quá. Các Tường cao cả lắm. Kính thưa quý vị, một lần nữa thì Tường cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Ngày hôm nay là có những cái sự sụt sùi của chị em chúng tôi, bởi vì những người nghệ sĩ mà gặp nhau vào những cái ngày như thế này là những ngày đặc biệt, và Tường cũng có chút cám cảnh của mình nên đâm ra là nó có chút sụt sịt. Nhưng mà cái thông điệp rất đẹp đó là tình yêu thì luôn luôn đẹp quý vị ạ. Chúc cho quý vị khán giả một mùa Valentine thật là hạnh phúc, thật là lãng mạn bên cái cạnh cái người mà mình yêu thương. Và bây giờ Cát Tường, Tiết Cương và vợ chồng nghệ sĩ Hiền Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị.